Đúng 9 giờ, lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 được tiến hành trọng thể. Trong diễn văn khai mạc đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 nhằm đánh giá khách quan toàn diện tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024, gắn với 5 chương trình hành động, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ. Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024-2029, hiệp thương thống nhất, cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn chủ tịch, ban thường trực, chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký, các phó chủ tịch của nhiệm kỳ Đại hội 10 2024-2029, thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày báo cáo tóm tắt của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 trình đại hội. Nhiệm kỳ qua, công tác mặt trận tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững, mối quan hệ máu thịt và niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố và tăng cường. Đại hội đề ra 6 chương trình hành động, gồm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no hạnh phúc, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, trong suốt 94 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò sứ mệnh trong việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khích lệ, cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy phát huy các nguồn lực, sức sáng tạo, góp phần thực hiện thành công những nhiệm vụ chiến lược của đất nước trong mỗi giai đoạn lịch sử. Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xứng đáng với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, tổ chức nòng cốt trong phát huy truyền thống, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cầu nối quan trọng của Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong đời sống xã hội, đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và của toàn dân. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, nhiệt liệt, chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đạt được. Trân trọng, cảm ơn và biểu dương các tầng lớp nhân dân đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã có phần làm nên những thành tựu quan trọng có tính bước ngoặt của đất nước trong những năm qua. Cơ bản đồng tình với phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ tới mà báo cáo chính trị đã đưa ra tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần thống nhất nhận thức về vị trí tầm quan trọng đặc biệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết, ưu tiên hàng đầu củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một trong những giải pháp then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận cần làm tốt vai trò nòng cốt, chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên, đoàn kết các giai tầng, các cá nhân tiêu biểu, phát huy cao độ vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, khơi dậy tiềm năng to lớn của giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và những người lao động, bảo đảm thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, kiên định về mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, chủ động các hoạt động đối ngoại nhân dân, kiên quyết bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị xã hội, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Mặt trận và các tổ chức thành viên làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động để nhân dân hiểu, đồng lòng, đồng tâm, thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn, xuyên tạc, gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, phản động,
Mặt trận phải là hạt nhân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, chăm lo bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của nhân dân, mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân, làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, theo hướng thiết thực sâu sát với dân, đồng hành cùng dân, khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng tham gia. Xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận và đoàn thể có tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân, thật sự gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, yêu dân là tấm gương sáng để dân mến, dân thương, dân tôn trọng, dân tin cậy, dân chia sẻ. Trong giai đoạn cách mạng mới, mỗi cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên phải tiếp tục thấm nhuần sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại đoàn kết dân tộc và công tác mặt trận. Đề cao trách nhiệm đối với hoạt động của mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội trong cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ và gắn liền với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Tôi đề nghị các cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ thường xuyên hơn nữa với mặt trận, chân thành, cầu thị, lắng nghe, tận tâm, tận lực giải quyết công việc của dân. Tiếp tục bổ sung hoàn thiện các chủ trương, chính sách pháp luật nhằm huy động mọi nguồn lực, phát huy tinh thần, yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sức sáng tạo của các giai tầng xã hội, mọi tổ chức và cá nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của Đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục đổi mới, chủ động sáng tạo, tập hợp đông đảo, bền chặt các tầng lớp nhân dân cùng chung sức đồng lòng, phát huy truyền thống yêu nước, bản lĩnh và sức mạnh con người Việt Nam, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, tranh thủ thời cơ vận hội mới, tự chủ, tự hào, vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.